comment cho mình nghe đã bao nhiêu lần các bạn thử cố gắng tách nền tóc, ví dụ như hình cô gái này đi, để mà chúng ta ghép cái hình này phía sau mà các bạn gặp nhiều cái vấn đề. Ví dụ như đây mình đã tạo cái hình vùng chọn hình cô gái này ha, và thông thường các bạn sẽ dùng cái gì, sử dụng cái quick selection hay là những cái công cụ khác chọn vùng, sau đó chúng ta vào refresh đúng không, sau đó chọn cái công cụ này bắt đầu bôi vào phần tóc đúng không, thông thường các bạn làm như thế. Thì những cái trường hợp chúng ta hay gặp ở đây là gì? Thứ nhất là có thể chúng ta sẽ bị mất cái những cái tóc còn bé các bạn có thể thấy là đây khi mà mình thêm cái hình nền mới vào, hoặc là đây mình đơn giản mình để cái hình nền màu trắng đi đó, thì các bạn sẽ thấy là đây chúng ta mất những cái tóc từ các bạn có thể thấy nó bị mất như này. Và thứ hai, nếu như chúng ta có căn chỉnh lại bằng cái những cái công cụ mà refresh nó cho chúng ta đó, thì các bạn cũng sẽ thấy là có thể là nó sẽ bị hơi có cái viền màu trắng ở bên ngoài đúng không, tức là cái ở ngoài bình thường, ví dụ như là smooth rồi filter rồi thậm chí là contrast rồi tăng giảm vùng chọn hay là decolorize, nói chung là giảm màu, khử màu này đi đó, click ok thì chúng ta vẫn bị những cái tương tự như vậy. Hoặc là chúng ta tăng giảm cái độ vùng chọn lên thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn sẽ tạo ra một cái hiệu ứng tiếp theo nữa, đó là bị một cái viền dư ở phía bên ngoài. Thì lúc đó làm sao để chúng ta lấy lại được những vùng như vậy, trong lúc này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ appphotoshop.com. Như mình đã nói hồi nãy, khi chúng ta chọn cái vùng chọn xong, cái cách đơn giản để chúng ta làm cái ghép hình, thì đây mình sẽ tạo ra một cái mình sẽ back lại cái khu vực vùng chọn ha. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái Quick Selection Tool, và đây các bạn cũng sẽ chọn bình thường, sử dụng Refine X, chúng ta chọn cái vùng bình thường như thế này ha, và chọn cái công cụ Brush này, chúng ta chọn. Ở đây các bạn có thể thấy là mình đang làm những cái việc mà chúng ta rất thường xuyên làm, Ở đây mình chỉ để chú ý đến tóc thôi nha, còn những cái phần mà phía ngoài thì mình không có để ý tới, ví dụ cái áo này nọ thì mình không cần quan tâm. Cái đó chúng ta có thể làm thêm phía sau, dùng cách gì cũng được. Ok, thì đây sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta không cần nhất thiết phải quan tâm là chúng ta phải khử các thứ ở bên này, nó rất là phức tạp. Cái cách làm như sau, chúng ta cứ click ok đi đã. Sau đó chúng ta sẽ giữ nguyên cái vùng chọn như vậy ha, vùng chọn như này đã có rồi. Đây mình sẽ thêm cái hình nền phía dưới hay là làm bất kỳ một cái gì đó các bạn muốn. Dù ở đây là mình sẽ muốn là lấy cái hình bên này để mình làm nền phía sau. Làm nền phía sau mình paste ở đây ha. Dạ. Đây, chuẩn T. Mở rộng ra chút xíu. Là mình ví dụ thôi, cho nên là sử dụng cái hình này nhìn cho nó ảo lòi tí. cái kỹ thuật này các bạn bên Manip rất hay dùng đó. Dễ dùng lắm. Rồi ok, thì sau khi chúng ta làm xong rồi, ghép hình nền này nọ xong rồi, cũng sử dụng những cái công cụ rất bình thường như lúc đầu, chọn vùng xong Refine X, thì cái cách làm chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Laser Tool, cho chúng ta sẽ quay trở lại cái background, tạm thời tắt cái này đi. Các bạn sẽ thấy là mình đang thao tác cái background ha. Mình sẽ sử dụng cái công cụ Lasso Tool, và chúng ta sẽ chọn lấy cái vùng tóc ở đây, ví dụ mình lấy luôn ở phía trong này, đó, đưa vào phía trong. Chúng ta sẽ khoanh vùng cái vùng tóc, khoanh vùng tóc để mình lấy hết những cái tóc tơ. Ok, đó, đây là một. Tiếp theo đè phím shift, chúng ta lấy tiếp ở phía bên này, lấy luôn vào đây luôn, lấy luôn cánh tay cũng được, không sao hết. Chúng ta lấy hơi tém tém ở trong là tốt rồi. Rồi, ok. Đó, thì đây mình lấy thêm. Ôi, fuck. No, không nói từ đấy nha. Mình không có nói bậy nha. Rồi ok, thì đây sau khi đã làm xong này ha, chúng ta sẽ chọn lại cái background. Các bạn có thể thấy là mình đang quét chọn ở những cái khu vực mà tóc nó thừa ra nhiều. Ta bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa chữ H với chữ K. Ctrl J lên, các bạn sẽ thấy là nó nhân lên một cái layer. Thì cái layer này chính là cái layer, cái vùng tóc này. Thì chúng ta sẽ đưa cái layer này lên trên cùng, là ngay trên phía trên này ha. Và sau đó chúng ta để cái blending mode của cái tóc thừa này, chúng ta để là Multiply. Sau khi xong rồi, các bạn sẽ bấm ngay ở đây luôn, các bạn chọn cái layer này ha, chọn layer này, chúng ta vào Image Adjustment và chúng ta chọn là Curve hoặc là Ctrl M. Sau đó chúng ta sử dụng cái Drop Eye màu trắng này ha, chúng ta click vào cái vùng phía bên ngoài của cái tóc. Click vào cái vùng phía bên ngoài của tóc ha. Sau đó chúng ta click OK. Các bạn có thể thấy là cái tóc chúng ta đã khá là ổn đấy, khá là ổn. Và sau đó chúng ta sẽ giảm opacity đi một chút xíu, tùy các bạn làm sao cho cái vùng này nó đẹp đẹp lên tí xíu là được rồi. Sau đó chúng ta sẽ tạo cái layer mask cho nó và sử dụng cái brush màu đen, ta bôi đi những cái vùng thừa bên ngoài, kể cả những vùng thừa như vùng cánh tay hồi nãy mình chọn lem lem vào. Để nhớ để cái brush hardness là 0% nha, để cho nó mềm mềm đi chút xíu, hơi lem lem vào chút xíu cũng được, không sao đâu. Những cái vùng này thì chúng ta sẽ sử dụng cái như cái vùng này, chúng ta zoom vào một chút xíu ha, sử dụng brush màu trắng để hiện lại chẳng hạn thế, đảo lại dùng brush màu đen bôi này. Đó, các bạn có thể thấy là chúng ta lấy lại những cái vùng chi tiết rất là ổn. Những cái vùng bị tối như này yên tâm sử dụng cái brush màu đen.
và nhỏ nhỏ chút xíu thôi, có thể là giảm cái opacity của cái brush đi một chút xíu. Đó, chúng ta sẽ bôi mờ 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 khu vực này đi. Mục đích chính của chúng ta là lấy những cái vùng tóc thừa ở phía ngoài này. Đó, những cái vùng tóc mà gọi là tóc tóc mai đó, tóc mai đó. À, những cái vùng đó. Ok. Rồi, các bạn có thể thấy ở đây chúng ta không bị mất đi bất cứ một cái chi tiết nào của cái tóc. Chà. Vậy thì lý do tại sao lại như vậy? Lý do như thế này, khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ này, các bạn có thể thấy rút ra là chúng ta chỉ sử dụng tốt nhất cho cái trường hợp là tóc đen nằm ở trên một cái vùng màu màu sáng, ha, nó có thể nó không đều màu, các bạn có thể thấy là cái vùng phía dưới này nó thật sự nó không đều màu lắm, nhưng mà miễn là nó sang xéo chút xíu, tại vì khi chúng ta sử dụng drop này, đây mình sẽ đẩy opacity lên chút xíu, các bạn vào image adjustment curve curve. À, thì các bạn có thể sử dụng cái drop eye màu trắng để ta click thêm ở phía dưới này. Đó, hoặc là ngoài ngoài tùy ổ, đây có vẻ là mất hơi quá nhiều. Mất nhiều quá. Thông thường là mình chọn màu trắng này thôi, còn còn lại những cái vùng thừa thừa thế này có thể sử dụng cái brush chúng ta bôi bớt đi. Không vấn đề gì. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái blending mode là multi-fly thì cái blending mode này nó có chức năng là làm tối. Thì những cái gọi là những cái vùng màu mà nó không có tác dụng làm tối, tức là cái vùng màu trắng á, thì tự động nó sẽ biến mất đi. Cái công việc mà khi chúng ta vào image adjustment curve thì khi đó chúng ta đã tạo cái ta chỉnh lại cái màu cho cái layer tóc này, những cái vùng thừa biến nó thành màu trắng 100%, và khi cái màu trắng đó nó sẽ tự động nó biến thành màu trắng hoàn toàn, thì với cái multi-fly những cái màu trắng nó tự động biến mất đi, còn cái vùng tóc màu đen vốn nó là màu đen nên nó vẫn giữ lại đó, cho nên là chúng ta giữ lại được những cái tóc mai màu đen chuẩn đến từng pixel, tại vì ở đây chúng ta dựa theo màu chúng ta không dựa theo pixel. Rồi, ok, cảm ơn các bạn theo dõi tút này. Mình nếu các bạn cảm thấy thích nhớ click like, subscribe và share cái tút này ha. Để lại cho mình cái comment phía dưới, ở phía dưới các bạn muốn mình làm gì tiếp theo. Và bye bye. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cái tutorial sau.